Chú Mai xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chú Mai hiện đang có mặt tại nhà hàng Hạc First Moon để tường thuật cùng quý vị buổi gây quỹ do Hội Văn học nghệ thuật vùng Hoa Thành Đống tổ chức để xây nhà văn hóa. Được tổ chức ngày hôm nay vào lúc 7 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 2007. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phóng sự của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, nhà văn Hồng Thủy giới thiệu sơ qua về trung tâm sinh hoạt người Việt vùng Hoa Thành Đống. Xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, buổi họp mặt hôm nay không phải là một buổi gây quỹ bình thường, mà là một buổi họp mặt rất đặc biệt, họp mặt tất niên của tất cả những vị mạnh thường quân và những vị sáng lập viên đã giúp đỡ chúng tôi trong chương trình gây quỹ. Tôi tạm gọi vắn tắt là Nhà Việt Nam. Tôi yêu cái tiếng Nhà Việt Nam là bởi vì trước đây thì là nhà văn hóa, nó lại có tính cách chỉ về văn học nghệ thuật, rồi sau đó thì là các anh các chị đổi là trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Cái đó nó dài quá tôi nhớ không được. Thành ra xin gọi vắn tắt là Nhà Việt Nam, ngôi nhà Việt Nam của chúng ta. Thật sự ra thì ngôi nhà đó là cái nơi để nuôi dưỡng cái tinh thần Việt Nam của những người già, và là nơi mà để trau dồi tiếng Việt cho các cháu nhỏ sinh ra ở trên đất Mỹ, cũng các cháu lớn lên ở đất Mỹ có thể 18, 20 tuổi. Các cháu đã vào đại học rồi nhưng mà cũng không dành tiếng Việt. Thì nơi đó là nơi mà trau dồi những con em Việt Nam để có thể trở thành thuần thục những người Việt Nam, biết yêu quê hương Việt Nam. Nhưng mà sự thật ra là cứ nhiều ngôi nhà Việt Nam đó, chúng tôi đang phát cờ đỏ để kêu gọi quý vị SOS, quý vị cứu chúng tôi, là tại vì hiện bây giờ giá nhà đang thấp và chúng tôi đã tìm được một cái địa điểm rất là thích hợp. Chúng tôi đã mua hụt một căn nhà rồi, là tại vì không có đủ điều kiện, tiền đao thì ít quá, mà vì là một cái hội cho nên cần phải cứ số tiền đao nhiều thì mới qualify được. Do đó chúng tôi xin quý vị thương và tiếp tay với chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đã kiếm một căn nhà rất là vừa túi tiền, đất rộng ở đường Suy, và cái căn nhà đó xung quanh đất lại là đất của Cao Ti, cho nên chúng ta có nhiều hy vọng có thể xin phép để làm cái chỗ tụ tập rất rộng để chúng ta có thể làm có bãi đậu xe và có thể xây ngay một căn nhà dã chiến để chúng ta có đủ chỗ cho tất cả chúng ta sinh hoạt, tất cả những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ở vùng Hoa Thịnh Đốn chúng ta có thể sinh hoạt ở đó. Quý vị, đây là anh Hoàng Vi Kha. Xin kính chào quý vị. Người Việt chúng ta thường có câu nói là chúng ta đi mang theo quê hương. Tất cả đều nghe điều đó. Nhưng chúng ta đem theo quê hương mà chúng ta có gây dựng lại quê hương ở nơi xứ người này hay không? Chúng ta phải có một nơi sinh hoạt không chỉ là văn hóa thưa quý vị, mà là một nơi có thể những người lớn tuổi cuối tuần gặp gỡ nhau đánh một ván cờ, những người ưa thích nội trợ có thể gặp gỡ nhau chỉ cho nhau những cái cách nấu ăn, những người bạn trẻ như chúng cháu có thể tới đó tìm được đọc những tài liệu hay, những số báo hay, những sách vở hay của những thế hệ đi trước. Những điều đó là những điều cần thiết. Những điều đó như là chúng ta đang đem một cái cây văn hóa, một cái cây sinh hoạt, một cái cội nguồn từ Việt Nam mang qua bên đây và trồng lại ở đây để cho những thế hệ đi sau tiếp tục vun xới và có được cái trái ngon, trái ngọt ở ngày mai sau. Lúc sau này đó thì có rất nhiều nam ca sĩ được khám phá tài năng mới trên Asia, thì Hoàng Kiếp có thử giọng mình ở trên gửi đến trung tâm đó chưa? Hay là Thúy Nga? Dạ chưa. Hoàng Kiếp nghĩ mình là chỉ đi hát với một cái đam mê và giúp đỡ trong cộng đồng, cho nên Hoàng Kiếp chưa có bao giờ ghi danh để ứng thi hết. Chưa ghi danh nhưng mà có cái ước vọng là sẽ đi ra khỏi cái tiếng hát của mình bay bổng xa hơn khỏi cái vùng Hoa Thành Đốn này không? Dạ thưa, là một người yêu ca hát cho nên Hoàng Tiếp bao giờ cũng muốn mang tiếng hát của mình đi chia sẻ cho tất cả khắp nơi. Oh,
Chương trình phóng sự buổi gây quỹ do Hội Văn học Nghệ thuật vùng Hoa Thành Đốn tổ chức để xây nhà văn hóa vùng Hoa Thành Đốn. Chương trình phóng sự của chúng tôi tới đây chấm dứt. Tối mai xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới.